nhắc đến các dòng mâm chảy đĩa than. Không thể nào không nhắc đến các khổng lồ Audio Technica với hàng loạt các sản phẩm được đánh giá là tiêu chuẩn cho cả nền công nghiệp sản xuất đồ âm thanh. Cho dù mới bắt đầu chơi đĩa than hay đã có một bộ sưu tầm, chiếc máy ATLV60X là lựa chọn không thể nào bỏ qua. Nói đùa với anh em thế thôi, chứ thực ra tôi bán cái mâm này đơn giản vì nó quá hợp với người mới. Giá thì rẻ, chưa đến năm củ, thiết kế thì hiện đại, giao diện thân thiện, người mới nhìn phát biết cách cách dùng thế nào. Mới chơi như này là quá ổn luôn, chả cần đến tiền chục triệu vẫn chơi đĩa than được. LP60X đi kèm các tụ bấm tự động, đặt kim, nhà kim và dừng hoạt động. Mà đặc biệt là mâm này có thể kết nối trực tiếp với loa chỉ với một chiếc dây thế này. Nói nôm na là chỉ cần chiếc mâm này và loa là đã đủ combo nghe nhạc rồi. Chẳng cần phải mua thêm mấy cục lằng nhằng ở ngoài làm gì. Mà mới có như thế thôi đã nghe hay gấp 10 lần những mẫu mâm phổ thông kiểu này trên thị trường. Cùng nghe thử nhá. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. Truy cập ngay vào website vocrecord.vn hoặc nhắn tin ngay cho Vọc để được tư vấn cực kỳ nhiệt tình về chiếc mâm này nha.